Thưa quý vị, những chuyến hành quân về quận được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thường xuyên tổ chức trong thời gian qua không chỉ là những chuyến đi để tìm hiểu các di tích lịch sử, ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, mà thông qua đó giúp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về truyền thống yêu nước của phụ nữ Đà Nẵng nói chung và của các cấp hội nói riêng. Đà Nẵng, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử đấu tranh yêu nước và cách mạng, mỗi địa danh di tích đều gắn liền với những sự kiện, quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó thật sự trở thành những địa chỉ đỏ, không chỉ thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Rất là cảm ơn cái Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã tổ chức cái những cái buổi dân hương và đi về nguồn như thế này là mang một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng để cái thế hệ sau như những cái hội viên phụ nữ họ đã hiểu và những cái đóng góp của và những sự hy sinh của các lớp đàn anh đi trước. Hội viên phụ nữ và các phường trên địa bàn quận triển khai rất là tích cực và đã đến được nhiều di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận, trên địa bàn thành phố cũng như là của các tỉnh miền Trung, và những cái hành động này nó đã đem lại những cái ý nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước. Hành trình về quận không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục truyền thống uống nước nhớ quận, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, cách mạng cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ, mà thông qua đó giúp cho mỗi hội viên phụ nữ nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn thành phố, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại địa phương. Trong các cấp hội thì có tổ chức nhiều cái hoạt động, ngoài cái việc dân hương dân hoa thì cũng tổ chức là đám giỗ liệt sĩ này, hay là quét dọn bàn thờ liệt sĩ này, trồng cây ở các cái di tích lịch sử. Ngoài ra thì cũng tổ chức nhiều cái hoạt động văn hóa văn nghệ ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước, cái lòng tự hào dân tộc. Những chuyến đi về quận đã để lại trong lòng của mỗi cán bộ hội viên phụ nữ Đà Nẵng nhiều kỷ niệm đẹp và niềm tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, được hiểu và biết thêm về những tấm gương anh dũng của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, mỗi cán bộ hội viên phụ nữ thành phố nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.